Duyên xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin nhanh cập nhật các thông tin về khóa tu mùa hè lần 8 đang diễn ra tại chùa Hội Đức, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Một sự kiện đáng chú ý của buổi tối hôm nay là đêm nhạc Hội Đức Got Talent tìm kiếm tài năng chúng tôi tỏa sáng. Điểm nhấn của chương trình năm nay với chủ đề về bốn dân tộc anh em Chăm, Hoa, Kinh, Khmer. Đêm gala diễn ra với mong muốn mang màu sắc tinh hoa văn hóa Nam Bộ vào trong từng tiết mục. Đây là một trong những hoạt động luôn được các bạn khóa sinh chờ đón, hưởng ứng nhiệt tình trong mỗi dịp khóa tu diễn ra. Chính vì vậy, để có một đêm nhạc trọn vẹn, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ rất sớm. Sự thành công của đêm nhạc không chỉ là những cố gắng đến từ các bạn khóa sinh, mà còn có sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ các anh chị tình nguyện viên và ban tổ chức. Thiện Duyên cũng như các bạn khóa sinh xin gửi lời cảm ơn đến nỗ lực của các anh chị để chúng ta cùng nhau có được một đêm nhạc thật ý nghĩa và trọn vẹn. Không khí như được đốt cháy bởi sự hào hứng, nhiệt tình của tất cả mọi người. Đêm văn nghệ là nơi để các bạn khóa sinh có cơ hội tỏa sáng, thể hiện tài năng của mình. Từng lời ca, tiếng hát ngọt ngào, thấm đượm văn hóa phương Nam tạo nên sức hút cho phần trình diễn của các khóa sinh. Mỗi chúng có những thế mạnh khác nhau, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Song tất cả đều tạo nên màu sắc, góp một phần vào việc mang đến thành công cho đêm nhạc. Và để đêm nhạc có được kết quả công tâm nhất, ban tổ chức đã mời đến 3 vị ban giám khảo đầy quyền năng gồm Ni sư Thích Nữ Như Trí, chủ trì chùa Hội Đức, đạo diễn Xuân Phước và nghệ sĩ Thanh Hằng. Đây sẽ là những người cầm cân nảy mực, với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn sẽ đưa ra những đánh giá chính xác, tìm ra chỗ nào xứng đáng nhận được quán quân đêm nay. Thông qua phần trình diễn các tiết mục, những đánh giá nhận xét đến từ bộ ba ban giám khảo, giải nhất cuộc thi đã thuộc về chúng Từ Bi với tiết mục Dệt Lụa Đêm Trăng. Giải nhì là tiết mục trình diễn thời trang với chủ đề Về Miền Tây đến từ chúng Cảm Thông. Giải ba dành cho chúng An Lạc với phần biểu diễn Roya Yêu Thương. Và cuối cùng, năm giải tiềm năng lần lượt là các chúng Hoan Hỷ, Chia Sẻ, Yêu Thương, Lắng Nghe, Tinh Tấn. Mong rằng thông qua đêm gala hôm nay, phần nào những giá trị tinh thần của vùng đất phương Nam sẽ đến gần hơn với các bạn trẻ, giúp các bạn thêm yêu hơn một phần văn hóa dân tộc Việt. Sau đây, xin mời các bạn cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nhạc Hội Đức Got Talent.